Chiều nay nhà Trâm có món kết lốt kem xả. Chị à, còn đây là thấy cái mặt nó giống Trâm là biết con gái Trâm rồi ha. Nhưng mà bạn Trâm dạ. Xinh. Nhà bà ba đám dỗ xích cái gỗ chạy qua. Trời ơi, thanh niên ăn khủ qua chín, hái khủ qua thôi. Thu hoạch khủ qua. Nhỏ nhỏ mà già rồi. Lừ khư hết trơn. Cái trái này chắc cắt luôn. Để Trâm cắt cho bạn Trâm nạm mùng tơi luôn. Chuyện mình ngày thơ ấu hái chung mùng tơi về chơi cho sách vợ. Tháng năm lần dần mình quên biết lưu luyến rồi yêu nhau. Kể từ đó em thích mực mùng tơi. Đây, trời ơi. Chân ngái không mọi người, mắm cà. Trời ơi. Cái món bét 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 bữa nay là món này nè. Đó, đu đủ nè, cà pháo nè. Trời ơi, em trải như miếng luôn đó trời. Bé anh coi cái con cá rồi. Làm như con cá. Vừa. Thôi à. Đó thấy chưa. Trời ơi ngon. Y vài luôn, đúng món của ba con yêu thích luôn rồi kẹt kẹt. Nó giòn. Trong kết thúc hành trình mọi người ơi, đã thèm luôn mà cay quá. Miếng canh cũng được.